Lam đầu Latin. Xích bên em thay mới luôn cho mọi người, thay mới rồi nhá. Máy đẹp. Máy đẹp lên kèn. Đó. Đây cái chút rồi lọc gió đó. Máy này gọi là máy siêu tí hon, máy nhỏ nhất trên thị trường. Bé nhất. Ơ. Zenot, hãng Zenot cho mọi người biết rồi. Và con này của mã của nó là G2000. Cửa hàng Nông Cơ Thi Hải xin kính chào quý vị, anh chị và các bạn. Địa chỉ của cửa hàng ở 3/35 huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Số điện thoại để quý khách hàng có thể liên hệ là 0974-644-973, 0337-01-9191. Hai số điện thoại bên em có sử dụng Zalo và có ship hàng toàn quốc. Quý vị, anh chị mua hàng cứ liên hệ trực tiếp hai số điện thoại của bên em. Này, bên em có một lô máy cực kỳ siêu phẩm, cực kỳ hot. Có giới thiệu với mọi người nhé. Lô này em sẽ gọi tên của nó là lô VT. VT thì có 2, 4, 5, 10 con máy, VT1 đến VT10. Giá cả em sẽ báo giá công khai. Và mọi người lưu ý này, lô VT tức là muốn nói là VIP nhé, cực kỳ VIP luôn. Nói chung là hàng này hàng tuyển, máy nào ra máy đó rất là đẹp, mới tinh như chưa xài. Thì nó mới như nào thì em sẽ quay cho mọi người xem và báo giá công khai. Ở đây thì mình em có một con cắt cỏ một thôi, cắt cỏ mới lắm, rất là mới ha, Maro nhân 3. Đó. Và ba con đế tin có gồm 210C, 211C, 024 và Echo 332, Zenot Komatsu, Zenot Komatsu có cưa tay cụt bé tí hon nha, rất là nhỏ nhỏ xíu luôn. Rồi hai con trợ lực, rồi một con Sidaway. Đó là những hôm nay là những cái hàng mà hôm nay em giới thiệu với mọi người nha. Và đó nó rất là đẹp, máy mới tinh như chưa xài, rất là đẹp mọi người nha. Đây, coi cho mọi người coi đã, xong bắt đầu vào, chính xác luôn. Sẽ review từng con một ha, máy đẹp len kẹt, dọn đỏ ngon lành rồi mọi người ha. Rồi, ok, thì phương thức của bên em mua bán như sau. Anh chị nào mà quý vị anh chị nào mà muốn mua hàng thì cứ liên hệ trực tiếp Zalo là 0974644973, 0337019191 giúp em nhé. Hai số điện thoại đều em sử dụng Zalo, gọi điện thoại trực tiếp hoặc là kết bạn Zalo để giao dịch. Thì bên em là mua hàng là vui lòng phải cọc trước vài trăm ngàn rồi bên em mới ship hàng. Hàng bên em là hàng cam kết nguyên rin, hàng tuyển, nguyên rin, hàng tuyển, máy đẹp 9 nút, đẹp len keng sao em cho mọi người luôn. Là lô này nó đẹp, không hề có con nào còn xấu nha. Bên em sưu tầm máy đẹp để đăng lên được mọi người xem. Và cái đẹp thì đương nhiên với cái giá nó cũng cao hơn so với những cái máy bình thường. Ví dụ mọi người mua một con máy bình thường nó chỉ 1 triệu, nhưng với một con máy đẹp có thể nó mắc hơn mọi người 500 ngàn, là chuyện đó rất là bình thường. Còn em đi lấy hàng cũng thế thôi, nhiều khi một con máy mắc hơn 300 ngàn, 400 ngàn là chuyện rất là bình thường, vì nó đẹp. Nhờ nó đẹp mình kết. Và hàng này thì chơi cho những các bác mà nếu chơi sưu tầm thì nó là ok nhất. Còn những cưa mà thật sự khi mình vừa cưa vừa tiếc á, nó thiệt luôn á, nó là vậy. Rồi ok, bây giờ em sẽ vào chi tiết từng con một báo giá công khai cho mọi người xem ha. Ok, rồi đầu tiên là VT1, là một con máy cưa tay cụt. Tay cụt rồi. Mà xem này, em review nó là VT1 ha. Em review xong này em sẽ báo giá. Đó, đây này, đầu tiên này, máy là sử dụng một cái lam zin Zenot Komatsu, lam đầu Latin, xích bên em thay mới luôn cho mọi người, thay mới rồi nhá. Máy đẹp, máy đẹp len keng. Đó, đây cái chút rồi lọc gió của nó. Máy này gọi là máy siêu tí hon, máy nhỏ nhất trên thị trường, bé nhất. Zenot, hãng Zenot cho mọi người biết rồi. Và con này của mã của nó là G2000 đó mọi người ha. Sản xuất 207. Sản xuất 207 nhá. Đây, G2000. Sản xuất 207. Đó. Đẹp chưa? Máy mới tinh nhá, có trợ lực, nói chung full chức năng. Nhưng mà riêng con này ấy, thì nó bị mất cái hãm khóa xích này. Hư rồi nhá, đấy em nói trước nhá, bị hư rồi. Còn đâu là ok hết, xích mới, lè gió tự động.
Đó, thấy không? Rú bơm xe phụ, nói chung là ok hết. Móc treo. Con này rất là nhẹ nhá. Con này chỉ có tầm khoảng 2 cân 2 cân 3 gì đó thôi, rất là nhẹ. Nói chung là nó nhẹ nhất thế giới rồi. Đó, máy này là nhẹ nhất thế giới. Rồi, ok, em sẽ cho nổ cho bạn nghe sơ qua. Để cái máy. Đây. Cái dạy đỏ luôn. Rồi. Bây giờ buổi tối là chắc em không nổ máy nhá. Các bác nào mà thích thì liên hệ em. Rồi, ok. Máy đẹp làm, phải nói cái làm rất là đẹp thôi. Rồi, VT1 ha. Tối quá rồi mọi người thông cảm nhé, em không kéo tiếng máy nữa, nó ồn hàng xóm ấy. Rồi, VT1 con này em bán cho mọi người giá 2 triệu 6 cái này ha. 2 triệu 6 nhá. Bác nào chơi sưu tầm thì quốc con này ha. Nhỏ nhất thế giới. Hiếm nhỉ, lâu lâu người có con. Rồi. Tiếp theo là một con siêu phẩm nữa. Đó. Con này là Hitachi CF cái gì đây 40ED, đây là con này một số 40 nhá. Máy mạnh nhá. Máy mạnh. Đẹp lên kem luôn này. Coi giùm con. Đây. Đẹp. Bô bụng là sáng này, rất là sáng mọi người nhá. Đẹp lên kem. Cây lam này đặc biệt này, lam này nó có cây tăng xích ở đây. Xích mini trên 91 mà lam khá dài. Lam là phần cắt tầm khoảng 45. 45. Đó. Tháo cái nồi ra đi. Và thôi để đây tí ngắn thôi. Đây. Bô này còn rất là sáng này. Đó. Hàng này có trợ lực nha, máy đẹp lên kem. Đó, mới tinh như chưa xài luôn. Đó. Số 4 nhá. Con này 40cc. Rất là mạnh luôn. Đó. Rồi, con VT1. VT1 nhá. Đó. À, VT2, con này VT2. VT2. Rồi, em để cho mọi người giá là 3 triệu 2 con máy này. 3 triệu 2. Không lấy những cái dấu gạch. 3 triệu 2. Cái máy này nhá. Đó, đẹp lên kem, phải nói là máy rất ok. Rồi. Tiếp theo này. Con Ryobi. Ryobi là cái lam muốn làm nhông. Phần cắt của nó là 35 cm. Từ đây đây, Xích Mini trên 91. Máy đẹp lên kem. Mới tinh mọi người nhá. Đây, mọi người coi này. Rất là đẹp nhá. Trợ lực luôn mọi người nhá. Để dành cười cho mẫu gia đình. Cái con Hitachi VT2 này giá 3 triệu 2 này là cũng cưa gia đình mọi người. Đây, con này cũng cưa trong gia đình luôn. Máy đẹp lắm. Mới, rất là mới cho mọi người ha. 9 nút 0. Nguyên rin, đẹp, lên kem mọi người thấy không? Rồi, con này em VT3 này em bán cho mọi người cũng 3 triệu 2 luôn. Đó, 3 triệu 2, VT3. 3 triệu 2. Con này 35cc nhé, con này 40cc. Con này thì 2000 là 20cc. Đấy. Rồi. Tiếp theo đó, em quay tiếp cho mọi người một con máy cực đẹp nữa. À, máy cực đẹp nữa. Bằng nhãn hiệu là Shinogui. À, VT3, cái VT3 giá 3 triệu 2. Rồi. Tiếp theo em quay cho mọi người con này sở hữu lam Latin này. Hãng là hãng Shinogui của nhà sản xuất, máy cũng cưa gia đình luôn mà đi khai thác cũng được nhá. Máy rất là đẹp. Phải nói rồi, rất là búp luôn. Đó. Đây, thấy không? Rất là mới. Màu bạc giới hạn nhé. Bạc là màu cam. Đó. Shinogui 346 mọi người nhé. Đẹp này, ốc lát bảy màu. Đó, rất là mới. Làm Latin. Làm này hơi gắn 14 in. Cái làm xích không quan trọng, mọi người thích thì mình sẽ đổi cho mọi người cái làm dài hơn. Nó này dài quan trọng nhé. Quan trọng cái máy, chất máy đẹp mới ha. Rồi, con này VT4 cũng giá 3 triệu 2 luôn. Đó, 3 triệu 2. Rồi, tiếp một con cắt cỏ mọi người. Cắt cỏ này thì VT5 này. Đẹp. Có trợ lực. Mã số của nó là Maru nhân 3 230. Ổ giật của nó khởi động trợ lực này. Đó, đầu tiên trợ lực. Nắp xăng kính mà nó mới lắm. Kiếm được cái mới là khó lắm mọi người. Rồi, tôi giật này. Hơi chắc địch luôn, kéo mãi không đi luôn. Là kéo cái nó đậu luôn, nó là mới dây này, nó rất mới.
Đó. Đây. Ốc ác là coi như là 7 màu luôn. Mấy đẹp nhá. Đó, ốc ác này. Rất là mới nhá. Dìm nguyên bản hết đẹp, đẹp, đẹp luôn. Lửa nước. Bay luôn. Đó, tay ga đây. Tay ga bóp luôn. Bóp luôn mọi người nha. Đó. Chắn cỏ chắn đầu là ok hết. Đẹp lắm kìa. Phải nói là con này rất là xuất sắc. Xài gia đình cho mọi người ha. Đó, xài gia đình. Rồi, mày rất là đẹp rồi. Bầu xả này. Con này họng đời mới này. Nó có họng gió phụ này. Nó giúp tiết kiệm nhiên liệu ấy. Đó, họng gió phụ này. Bình thường mấy cái đồng nó không có đâu. Đồng này có. Sử dụng chế ngang là chế một cái thông dụng lắm nhé. Chế qua Pro. Đó. Máy cắt cỏ rất nhiều nhưng mà để một con đẹp xuất sắc như này thì có còn một con quay một người thôi. Ở đây hồi xưa nó có một cái tem này, bây giờ mất rồi ha. Đó. Rồi VT5. Đó. VT5 ha. VT5 này con này em để cho mọi người giá là 1.900.000 nha. 1.900.000 cái máy này. Kết đẹp ha. Với tinh. Rồi, đó là xong một hàng. Vặn ngược lại, vặn ngược lại nó mới ra. Rồi. Tiếp theo em giới thiệu đến mọi người một con máy này nữa. Zenot G3401 cơ gia đình. Đó, máy nhẹ ha. Đây, máy cũng khá là đẹp, bút ma. Đẹp lên kia. Làm Zenot này đẹp chưa mọi người? Đó. Làm ok, xích ok. Hàng có trợ lực này, mới chưa mọi người? Nó rất đẹp nhá. Hàng này nó nhẹ lắm, nhẹ nó tầm khoảng 3 cân 2 thôi. Mà có trợ lực phun chức năng e gió tự động bơm xăng phụ mọi thứ đầy đủ hết. Đó. Con này thì nó tầm 34cc mọi người ha. 34cc. Con này thì em bán cho mọi người với giá là 2.200.000. VT6 giá 2.200.000 nhá. 2.200.000 các bạn ạ. Rồi. Tiếp theo này. Tiếp theo một con máy phải nói nó đẹp này, hệ này như miền Tây khích cực kỳ dòng này. Echo ha. 332 anh em nhá. 332. Báo nét. Báo đẹp luôn. 332. Ốc ạc này. Nó đã. 2.2 triệu. 2.2 dạ. VT6. Đây. Này. Đã chưa nhỉ? Mới tinh xe bình luôn. Đây, phía trước này. Mới tinh xe bình luôn. Nhìn thấy đẹp không? Cái làm này. Làm đầu nhông, xích chuột, phần tư. Đó. Rồi. Con này để anh em 2.600.000 nha. VT7. VT7 2.600.000. Con này thì nó tầm 33cc thôi anh em nhé. 33cc. Con này thì nó hơi nặng một tí. Nó tầm khoảng 4.7, 4.8 đầu khâu. Yeah. Rồi tiếp theo những siêu phẩm anh em này. Đặc biệt nha. Aptin 210C đời 2004. Con này thì nếu anh em đi mua mới thì nó không có à. Đó, mua mới thì không có. Mua mới thì không có hàng, hàng mua mới thì không có nhá. Aptin MS210C đi mua mới thì không hoàn toàn có con máy này. Đó, mua mới là không có. Mà hàng này chỉ có hàng của bên Đức về thôi. Hàng Germany, tí em sẽ cho mọi người xem cái tem Germany của nó. Phải nói là rất là đẹp luôn. Tem Germany. Đó. Tem Germany của máy. Máy nếu so mọi người so con máy này so với mấy con máy khác mà hàng mới nhá, hàng mới 210 sản xuất tại Trung Quốc ấy, nha, tại sản xuất tại Trung Quốc ấy, thì nó cắt giảm rất nhiều chức năng. Đầu tiên ấy là chức năng xả áp này, thứ hai là chức năng nhúng bơm xăng phụ, rồi về phần động cơ máy móc chất lượng máy thì nó giảm hoàn toàn, nên là giá bán rất là rẻ. Còn đây là đúng hàng chuẩn từ bên Đức về luôn, hàng chuẩn từ bên Đức về luôn. Đây em quay cho mọi người coi, ốc ác bảy màu. Nó rất là sáng. Làm xích này thì em thay mới cho mọi người luôn. Mọi người không về phải làm gì hết á. Đó, máy đẹp như là từ xích đến 100 chút luôn. Ở đây này, tem này, con đèn giặc money ở đây này. Nhưng em rửa nước nó phai tí ha. Nhưng máy cam kết đúng của Đức luôn. Và đó là quá ok luôn, máy đẹp. Lên keng.
máy đẹp lên kem cho mọi người ha. Đây, đời 2004. Đó, rất là mới luôn nhé. Con này là cưa trong gia đình thì không phải suy nghĩ luôn. Rất là mới luôn, hàng nhãn tin. Lâu lâu mới về được một con ha mọi người, không có nhiều đâu. Thật sự mọi người là như vậy. Đó. Rồi, con này thì nó là VT8. Thì em bán cho mọi người với giá là 4.2 triệu. À, 4 triệu 2 con máy này nhé. VT8 4.2 triệu. À, mọi người coi kỹ ha. Đó, em phân tích những cái này và chất lượng của nó thì hàng bên Đức mọi người biết nhé. Còn hàng mua mọi người mua Trung Quốc thì không có qua lại cái máy này đâu. Rất là bền và đặc biệt máy rất là đẹp ha. Rồi, 4.8 triệu này. 4.2 triệu. Rồi. Tiếp theo em giới thiệu đến mọi người con VT9. Con này là cái con máy mà 241C, hàng này hàng đi khai thác. Và con này thì đời của nó là đời 2013 và dung tích xi lanh của nó là vậy 42,6cc luôn mọi người ha. Đời 2013. Có xả áp đây, máy đẹp lên kem. Hàng này thì nói về công nghệ đó thì không suy nghĩ rồi, tiết kiệm nhiên liệu vô cùng luôn. Đó, nó thêm một họng gió đó nên là tiết kiệm nhiên liệu vô cùng. Đó, mà nó mạnh như turbo luôn. Đây, mặt trước của máy đây rất là đẹp, mới tinh xà binh luôn, làm Latin cho mọi người ha. Làm này đắt tức, phần cắt 440. Đó, mày đẹp. Cái này đi khai thác thì phải nói rất là chuẩn chỉ luôn đấy. Rồi, con này thì VT9 em để cho mọi người với giá là 5 triệu nhé. 5 triệu cái máy này, đẹp. Rồi, tiếp theo giới thiệu đến mọi người một con 024 nữa. 024. Đây, gặp đi cho nó bọc 5 triệu VT9. Rồi, con cuối cùng là VT10. Một thương hiệu đến từ Đức luôn. Thằng này cũng Đức, thằng này cũng Đức. À, đúng Đức luôn mọi người nha, 100%. Estin 024. Đẹp. Leng keng, giật mình đi nha. Nó hồi thằng Trung Quốc nha mọi người. Đó, đẹp. Đây. Đó, giết tiếc mất cái tem rồi. Ông là cũng soi thông số cho mọi người coi. Nhưng mà con này thì mọi nòng nó 42 ly và 42cc, nó quá là thông dụng ở trong đất miền Nam này. Phần cắt được là tầm 40 cm, xích chung 325. Đây, riêng về mặt phía trước của máy ấy, đây mọi người, bên trong nó rất là mới này. Nhưng trong này nó bị bong này, bong xong kết hợp với xịt nước áp lực nó bị tróc ra một tí. Chứ còn máy phải nói với mọi người nó rất là đẹp nhé. Xuất sắc luôn, múc bát luôn nhé, không phải suy nghĩ luôn. Rồi, con này thì VT10. Đó, hàng đi khai thác cho mọi người nha. VT10 này em để cho mọi người với giá là 5 triệu rưỡi con này nha mọi người ha. 5 triệu rưỡi con máy này. Đẹp nha, xem em. Đó, đó, trên đây thì em giới thiệu cho mọi người là 10 con máy, phải nói là rất là đẹp. Không có máy nào xấu cả. Đó, bán đẹp xem mọi người. Quay cho mọi người rất là chi tiết để mọi người xem. Để các bác nào chốt thì liên hệ Zalo 0337019191 0974644973 giúp em nhé. Đó, mọi người mua thì mọi người vui lòng đặt cọc một ít tiền rồi cho địa chỉ em ship hàng. Cảm ơn mọi người theo dõi video. Xin chào mọi người.